Chào mừng các bạn đến với Tâm Fashion. Cái mẫu đầm đuôi cá này thì hôm nay mình may mẫu cho các bạn coi. Thì các bạn có hỏi mình là khi mà các bạn may cái đầm phía dưới tùng dưới này thì các bạn có thấy là tùng dưới nó đang xòe ra đấy không ạ? Và để cho nó được xòe rũ mà khi chúng ta đi ấy thì nó sẽ bung ra thì chúng ta sẽ cắt đầm đuôi cá. Nhưng mà trường hợp đầm đuôi cá thì nó có nhiều loại lắm nhé. À, ví dụ các bạn may chất vải cứng như là tata ấy, Thì đương nhiên là nó sẽ tự xé ra được Còn đây là mình may bằng chất của sifon nhá Và khi sifon thì các bạn đi ấy, Bước qua bước lại nó sẽ đá qua đá lại Nó phồng ra, nó tung ra rất là đẹp Nhưng khi các bạn đứng thì nó sẽ không được tung ra như các bạn muốn Vậy bây giờ các bạn nhìn nhá Ở Có phía... một lớp lưới cứng và xếp ni dài ở phía trong Như là những cái ly phồng ấy đó thì nó sẽ phồng ở phía trong ra cho các bạn Cái đầm này may hơi lâu một chút Nhưng mà khi các bạn may lên thì các bạn sẽ thấy rằng nó rất là bồng bềnh và dễ mặc Đây là dạng đầm đuôi cá bằng may bằng si phông các bạn nhé